Nãy giờ là đọc diễn ha, bây giờ tới là xong kiếm Hobbit nè. Đó đây quá đẹp cái gì vậy? Nè, mình xoay một vòng cho quý vị xem. Đá đây là lưỡng biên đá luôn. Và tất cả những cái hình thù và những cái mặt thẳng nó rất là lạ. Ra đi tới đâu ông cháu á, mà nếu người ta thấy hình, nghe tiếng mà không thấy hình, người ta tưởng là một người đồng. Nhưng mà vì nó trải qua thời gian 5-6 năm rồi con không có đồng lại giọng này, thành ra bây giờ chỉ còn có 5-6% mà. Nhưng mà với cái sự nhu cầu của đồng đạo, bởi vì giọng này là một giọng cổ, có một cái sự truyền cảm đến người nghe. Vì vậy mà giờ đây bằng mọi khả năng, con với ông Sáu sẽ một lần nữa đọc lại bằng một cái giọng cổ, để quý vị nghe lại cái đoạn thánh ngôn của Đức Thầy bằng một cái sự truyền cảm và cổ kính. Giờ đây xin trân trọng kính mời quý vị lắng nhẹ cõi lòng, suy niệm lại một đoạn thánh huấn của Đức Tôn Sư trong Nguyễn Tư. Xin trân trọng mời ông Sáu đọc trước. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi rồi, nó đọc cho Nhật nó đọc cho mình niệm Phật đọc phương hay cô quá. Việc đạo đức bất cần thôi thân, chữ tu hiền ngay thẳng lần hầu. Thấy thiền cờ có nổi yên ngầu, thường lệ thư tới hồi khổ đạo. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con diệu chắc nhờ gà. Phải nghĩ suy chẳng lẽ mới làm, nay gặp gốc hãy mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ắt hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ắt này đặng thức tình trần, rằng thiên định tuôn đời sắp hà. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mà, bị văn minh cam dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc mười, kéo chung nó dễ người Phật thánh. Đạo quỷ dương cách nhiều chi anh, khuyên vô trần xóm tranh ở mới màu. Để ngày sau đến việc thảm sầu, gán nghe kỹ lời ta manh trước. Thuyền chung nó thẳng bồm chạy lướt, gọt ngoài khơi mới hết hồ khoan. Tu mà ham cho được giàu sang, giới quyền tước là tu dối thế. Nhớ thở trước vua Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành.
đến chừng sau ngã tử đài thành. Phật bất cứu vì tâm còn ác tu biết cách như đương biết đát đường đát rành đằng giữa xe loan ai biết nghe thì sớm liệu toan để đến việc như người thất nghiệp phải quy căn cùng nhau hội hiệp gán màu trần mới kịp đạo màu sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tà chuông giữa kế chúng sanh thể như gà khắp thế hãy nằm chờ tới nước bắt ra thời kỳ này nhiều quý cùng ma trời mở cửa quý vườn xuống thế nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng sao quỷ vương đi đứng nữa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình tin cùng không thì cũng mặc tình chớ tà lắm công trình dạy dỗ hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo qua mà cũng không cũng động đặng ngài nên cô quan phá đời mãi mãi trong bổn đạo cùng là sư giải ráng bền lòng cho được hiền từ hết khổ lao thì đến vui cười chừng đó mới phải tình nguyện ước Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, giáo pháp của Đức Thầy đã rất cao siêu, cộng với lời diễn ngâm du dương trầm bổng qua hai giọng đọc là Song Kiếm Hợp Bích của Bác Sáu và Đại Nhật, làm cho âm gian đạo pháp càng thêm siêu tuyệt. Chúng tôi tin chắc rằng nãy giờ chư đồng đạo đã lắng nhẹ cõi lòng để nghe lại âm gian giáo pháp này, đã được xuyên qua cành cây kẽ lá, đưa vào tâm, kết vào trí, giúp cho tâm điền mọi người sớm chỗ qua từ bi thâm ngát và kết trái bất ái ngọt ngào. Giờ đây kính mời toàn thể chư quý vị ủng hộ cho hai vị đọc giảng viên hai chàng pháo tay luôn. Hai chàng pháo tay nha quý vị. Thưa quý vị, thì giờ đây chư đồng đạo chúng ta cũng đã nghỉ đây cũng khá dài rồi. Giờ đây chúng ta chuẩn bị cúng để tiến bước lên dài lên đỉnh. Đồng đạo ghé đây đi. Cái ông một phố anh sẽ tăng long rồi. Tu của mình sẽ chụp.
ông cầm xe mà. Rồi cho tiền lại. Cam đầm ăn đắng nuốt ngọt bùi sẽ không dài nào mẹn cho con được thời mạnh khỏe hơn luôn ăn chơi là mẹ vui lành dầu cho gặp lắm mà mạnh nằm thằng làm cha mẹ chẳng hồng thở than. Ơn thứ năm mẹ đang ngon giấc bỗng nhiên con phóng vật quê giờ đêm hôm tầm tôi bất ngờ mẹ đành thay nghĩ cho dân nhường cho con được nằm nơi gáo khi gặp cơn ghét bão lạnh lùng để còn ấm áp phung dung phần riêng của mẹ lạnh lùng kể chi ơn thứ sáu dần khi buông cùng đứng ngồi hôm xóm mỗi ngày món ăn thức uống nào ta bảo quà làm sữa sẽ chấm làm phiền làm phiền làm phiền sẽ vô trong quay làm phiền cái đó cả người phiền mà. Nếu chẳng may gặp khi nghèo cũng cha chạy lo làm rụng ở tôi bời đêm ngày hao sức tổn chịu phần đói khát để thời nuôi con ơn thứ bảy lại còn hơn nữa vật bây giờ giặt rửa mỗi ngày nhưng khi tiểu tiền ra ngoài mẹ cha bồng ấm chăng này thối hôi có lắm kẻ lớn rồi quên lãng nuôi mẹ cha tính than tính ngày thêm còn nhiều tiếng đắng cay sao không chinh phục sống hoài làm chi nhà dạ, cái ơn này cũng ngặt cô bác ơi, nãy giờ nó sanh đẻ ra còn nuôi tới lớn mà giờ anh có vợ có chồng mà ăn uống không được nó cô bác ơi, tôi kể cái ơn này cho cô bác nghe nghe. Ơn thứ tám vậy thì cái tiếp khi người con có việc đi xa mẹ cha đứng tựa cửa nhà ngóng trông con trẻ xót xa càng càng tâm hồn mãi mơ màng vơ vẩn tư tưởng luôn quanh quẩn theo con xác thân già yếu hao mòn bởi trần quá đổi thường con ở mới là ơn thứ chính kể ra thảm thiết vì nuôi con
tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sâu. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục chịu muôn điều câu khúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thân sáu đường. Ơn thứ mở tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài, trong đời có một không so cùng biến rộng sánh tài non cao. Phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu, sống toàn cùng cùng ăn cần, tháng thời cầu trăng gói thân ở liền. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bà con mình nha. Thưa quý vị, bây giờ là nó cách khoảng 6-7 năm nay thì cái giọng của con nó chỉ còn 5% thôi. Chứ cách nay khoảng 6 năm, nếu quý vị gặp con vô 6, nếu đọc mà không thấy hình, quý vị tưởng một người đọc thôi. Bây giờ cái giọng con nó trẻ lại rồi, chứ lúc đó cái giọng con nó già kinh khủng lắm. Thật ra mấy đồng đạo mình thông cảm, bây giờ nó không còn giống hồi trước nữa, vì hết đọc nó mất tiêu cái giọng nó rồi. Thôi bây giờ mình chỉnh lễ rồi mình đi tiếp tục ha. Nghe nó mùi giống như là Út Cho Ôn. Rồi cái lễ của bác là thành gì ạ?